Lái buôn gian dối. Ngày xưa ngày xưa, thành phố Baghdad được cai quản bởi giáo chủ Harun al-Rashid. Nơi đây có một người lái buôn tài giỏi và giàu có tên là Ali Khogia. Ông luôn canh cánh một ước nguyện, đó là thực hiện chuyến đi từ thiện dài ngày khắp các miền đất nước. Và khi đã tích lũy đủ số tiền, ông đã bán đi gần như toàn bộ tài sản của mình để sẵn sàng lên đường. Chỉ còn 1.000 đồng vàng cuối cùng để gây dựng lại sự nghiệp khi trở về, ông không muốn mang theo bên mình vì sợ bất trắc. Thế là ông bèn cho thật nhiều ô liu rải kín miệng hũ đựng vàng, rồi mang đi gửi người hàng xóm. Người anh em thân mến, vài ngày nữa tôi sẽ thực hiện một chuyến đi từ thiện. Ông có thể cho tôi gửi nhờ hũ ô liu này tới khi trở về được không? Chỉ là một hũ ô liu thôi hả? Ông hãy cầm lấy chìa khóa kho này, muốn đặt vào đâu ông cứ đặt. Cảm ơn ông. Sau khi gửi lại chiếc hũ, Ali Khogia đã hoàn toàn yên tâm ra đi. Ông đi đến rất nhiều vùng đất, dành toàn bộ thời gian của mình để tìm giúp những người nghèo khổ. Có nơi ông lưu lại rất lâu để dạy chữ cho những người không có điều kiện tới trường. Đi đến đâu, ông cũng được mọi người yêu quý và kính trọng. Thời gian thấm thoát trôi đi, sau 7 năm xa quê, ông quyết định kết thúc chuyến đi để trở về Baghdad. Nhanh cái tay lên, mặt trời sắp lặn đến nơi rồi, mà còn cả đống hàng chưa bốc xong thế kia. Người anh em thân mến, ông là ai? Tôi là Ali Khogia đây. Ôi trời ơi, Ali Khogia đây sao? Chuyến đi hẳn là vất vả lắm phải không? Đúng là có vất vả, nhưng bù lại tôi có được những trải nghiệm tuyệt vời. Phải rồi, hũ ô liu tôi gửi, ông vẫn còn giữ chứ? Hũ ô liu ấy hả? Chìa khóa đây, ông hãy tự đi lấy chiếc hũ đó đi. Chỉ ông mới biết nó ở đâu thôi. Cảm ơn ông rất nhiều. Lấy về chiếc hũ, Ali Khogia vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong tuyệt nhiên không có một đồng vàng nào cả. Người anh em, trước kia tôi có đặt 1.000 đồng tiền vàng bên dưới hũ ô liu này, nhưng bây giờ lại không thấy đâu. Tôi chỉ biết ông gửi một hũ ô liu, sao bây giờ lại mọc ra 1.000 đồng tiền vàng? Hũ ô liu của tôi quả thật có 1.000 đồng vàng. Nếu ông có trót lấy thì lúc nào thuận tiện trả cho tôi cũng được. Tôi đã giao chìa khóa cho ông, chiếc hũ đặt đâu chỉ ông biết rõ. Bây giờ lại định đổ tội cho tôi à? Tôi khuyên ông đừng nên vì lòng tham mà phạm phải sai lầm. Nếu ông không chịu thừa nhận, tôi sẽ phải kiện ông ra tòa. Ông có giỏi thì cứ kiện đi. Thưa quan tòa, thảo dân có lòng tốt giúp người vậy, mà bây giờ lại bị ông ta đặt điều vu oan. Chiếc hũ ở trong kho của ông, chỉ ông và tôi biết chuyện. Vậy tại sao số vàng lại biến mất chứ? Ai làm chứng cho ông là có tiền trong đó chứ? Rõ ràng ông chỉ nói đó là một hũ ô liu. Vậy thì vàng ở đâu ra? Thưa quan tòa tôn kính, thảo dân xin thề rằng chưa từng sờ đến hũ ô liu của ông ta. Ông ta để gốc nào trong kho, thảo dân còn không biết cơ mà. Đúng vậy, không có gì khẳng định có vàng trong hũ ô liu đó. Ta tuyên bố người hàng xóm này vô tội. Tội nghiệp ông Ali Khogia, đang từ nhà buôn giàu có bỗng chốc trở thành tay trắng. Bây giờ nhà ngươi thân cô thế cô, ngươi làm gì được ta? Vụ kiện của Ali Khogia đã nhanh chóng lan truyền khắp Baghdad. Thời điểm đó cũng là lúc giáo chủ Harun đang đi nhà thờ cầu nguyện, và ông đã bắt gặp một sự việc thú vị. Hãy lại đây cùng xử vụ kiện của Ali Khogia nào. Ali Khogia, ngươi nói rằng trong hũ này có chứa vàng, nhưng 7 năm sau nhận về chỉ còn lại toàn ô liu phải không? Vâng, thưa tòa. Còn ngươi khẳng định rằng từ đầu tới cuối không hề đụng đến chiếc hũ này phải không? Chính xác như vậy ạ. Chà, ô liu này ngon thật. Ô liu để trong 7 năm vẫn ngon thế này sao? Cho gọi người buôn ô liu tới đây. Có tôi. Ngươi hãy nếm xem những quả ô liu này để trong bao lâu rồi. Thưa, ô liu tươi ngon như vậy chắc chắn là mới hái trong năm nay ạ.
Không đúng, ô liu đó đã bỏ vào 7 năm rồi. Không thể nào, ô liu bảo quản kỹ lắm, cũng chỉ được 3 năm là hỏng. Tên kia, người không muốn lộ ra dấu tích lấy vàng, nên đã bỏ ô liu khác vào hũ, thay cho số ô liu bị hỏng. Người chính là kẻ lấy cắp vàng của ông Ali Kogia. Cậu bé đó thật là thông minh. Thưa giáo chủ, có một người tự xưng là Ali Kogia muốn dâng đơn kiện ạ. Người nói sao? Ali Kogia. Ngay sau đó, giáo chủ Haruun đã mở lại vụ kiện của Ali Kogia. Ông đã mời chính cậu bé nọ vào cung điện của mình để xử án. Hôm nay người xử vụ án chính là cậu bé này. Các người hãy im lặng nghe xử. Cậu bé đã dùng chính cách của mình đã chơi để xử xong vụ án, khiến mọi người đều tâm phục, kể cả vị quan tòa nọ. Người thấy chưa? Một đứa bé có thể xử vụ án một cách gãy gọn như vậy. Vậy mà ngươi, một quan tòa thi hành luật pháp, lại bỏ qua chi tiết quan trọng đó. Thưa thần biết tội ạ. Vụ kiện đã sáng tỏ. Người hàng xóm phải trả lại toàn bộ số tiền cho Ali Kogia và phải chịu ngồi tù vì tội ăn cắp. Xin tạ ơn giáo chủ. Nếu ông không phải là một thương gia tốt bụng thì đã chẳng có ai quan tâm đến ông nhiều như thế. Đến những đứa trẻ cũng muốn tìm lại công bằng cho ông. Hãy noi gương Ali Kogia là một người có tấm lòng nhân nghĩa, công bằng sẽ luôn đứng về phía họ. Hoàng hô, hoàng hô! Lời tiên tri kinh hoàng. Ngày xưa, ngày xưa, ở vương quốc nọ, có ông vua vô cùng độc ác. Ngày ấy, người dân trong vương quốc có truyền tai nhau lời tiên tri rằng sẽ có đứa trẻ tóc vàng chào đời vào mùa xuân năm vị vua tròn 30 tuổi. Và khi lớn lên, cậu bé ấy sẽ lật đổ quốc vương tham ác kia. Kẻ nào to gan, loan tin đồn khắp vương quốc, ta quyết giết không tha. Muôn thâu đức vua, xin người hãy bình tĩnh. Theo như lời đồn thì mùa xuân này đứa trẻ đó sẽ ra đời. Và thật hư thật khó để xác minh và truy ra cho được. Chi bằng bây giờ, thần sẽ cử người cẩn mật theo dõi tất cả những gia đình chuẩn bị có đứa trẻ nhỏ chào đời. Và nếu lời đồn là có thật, thì thần nhất định sẽ tìm bằng được đứa trẻ đó để trừ khử đi. Được, ta lệnh cho người ngay lập tức theo dõi tất cả những gia đình có trẻ nhỏ sắp chào đời. Tuân lệnh. Thưa chủ nhân, có quân lính của nhà vua kéo đến ạ. Nhưng có chuyện gì vậy chứ? Nàng cứ ở đây để ta ra xem sao. Kìa tướng Jim, có chuyện gì mà bỗng lại kéo quân lính tới đây vậy? Ta được lệnh của đức vua cử người đi giám sát tất cả những gia đình sắp có trẻ nhỏ chào đời. Xin phép làm phiền ngài. Nếu lệnh vua đã ban, xin ngài hãy cứ làm nhiệm vụ của mình. Nhưng chỉ mong ngài niệm tình chứ kinh động quá, vì phu nhân của ta cũng sắp đến kỳ sinh nở. Được. Là vì lo lắng lời tiên tri thành sự thật đấy mà. Bao nhiêu năm nay đức vua lộng hành ngang ngược, khiến dân chúng phải khốn khổ rồi. Đại nếu lời tiên tri kia là thật thì ta cũng không nên ngồi yên chứng kiến cảnh đứa trẻ đó bị bắt đi. Người hãy cử người đi đến tất cả những gia đình có trẻ nhỏ sắp chào đời, bí mật theo dõi. Nếu họ có hạ sinh được đứa trẻ tóc vàng như lời tiên tri thì bằng mọi giá phải cứu được đứa trẻ đó thoát khỏi vương quốc này. Tuân lệnh. Nó vàng ống như là tia nắng mặt trời. Con trai của ta, lời tiên tri là có thật, con sẽ mang lại hy vọng cho vương quốc này. Nhưng bây giờ thì không hay rồi. Bắt ngài lấy đứa trẻ đó. Bắt lấy ngay. Tìm ngay đứa trẻ đó. Có phải lục tung cả vương quốc này cũng phải tìm ra và mang nó về đây. Phải rời khỏi đây thôi. Thưa chủ nhân, người đã chuẩn bị sẵn sàng ạ. Tốt. Giờ ta sẽ đưa phu nhân băng qua khu rừng phía tây để rời khỏi vương quốc này. Người hãy về thận trọng loan tin. Ta đi theo hướng đông để đánh lạc hướng đoán tính truy đuổi đi. Tuân lệnh chủ nhân. Thần đã gửi lời cấp báo sang quốc vương nước láng giềng. Chỉ cần vượt qua khu rừng, họ sẽ cho người chờ sẵn ở con sông phân chia ranh giới ạ. Cảm ơn mày đã đưa chúng ta một chặng đường dài. Hãy ở đây nghỉ ngơi nha. Sẽ có người tìm ra và chăm sóc mày.
bỏ lại chú ngựa ở bì rừng. Vô tình, toán lính của nhà vua tàn độc Herod đã tìm ra tung tích của hai vợ chồng Victor. Cộng thêm với việc đi bộ đã khiến tốc độ của hai vợ chồng bị chậm lại. Chẳng mấy chốc, toán lính đã theo kịp đằng sau. Tôi chết rồi, toán lính đuổi sắp tới nơi rồi. Không sao đâu, đã có ta ở đây rồi. Trời sắp tối xuống rồi, chúng ta cũng không thể đi mò mẫm trong rừng được. Hãy vào kia nghỉ chân một lát đã. Thưa tướng quân, trời tối quá rồi, không thể nhìn đường mà đi được. Chừng nào chưa tìm được đứa trẻ kia thì không được nghỉ, tiến lên. Đêm hôm ấy, trời tối đen như mực. Những đám mây dày đặc đã che phủ cả bầu trời, và không một ngôi sao nào chịu hé ra một chút tia sáng. Giữa cảnh đêm nặng nề đó, bỗng có tiếng nói cất lên. Sao bà khóc vậy? Chúng tôi là loài bọ nhỏ được thổ địa giao nhiệm vụ sống ở trong hốc này. Bỗng đêm nay nghe thấy tiếng khóc của bà, chúng tôi đoán chắc bà có nỗi lòng gì đó. Chào các bạn, đúng là chúng tôi đang rơi vào tình huống thật khốn khổ. Vua Herod tàn bạo muốn giết đứa con nhỏ của tôi, nhưng chúng tôi đã trốn đi kịp thời. Tuy vậy, các thuộc hạ của vua đã truy được dấu vết của chúng tôi và đang truy đuổi sắp tới nơi rồi. Bây giờ chắc là chúng tôi cũng phải lên đường thôi. Ngoài trời thì tối đen như mực, chỉ cầu mong sao đừng rơi vào cái hố nào hay đi lạc đường. Tôi lo không chừng mình lại đi ngược chiều, đâm đầu vào toán lính thì tàn đời. Bà yên tâm, chúng tôi thấy rõ đường cả lúc trời tối. Chúng tôi sẽ đưa bà đi tới bìa rừng phía biên giới. Thật vậy sao? Các người có thể nhìn thấy đường kể cả trong đêm tối sao? Đúng vậy, với chúng tôi đi trong đêm tối cũng chẳng khác gì bà đi vào ban ngày vậy. Trong đêm tối chúng tôi có thể thấy mọi con đường dù tối tăm nhất trong khu rừng này. Ôi may quá, cảm ơn các bạn nhỏ. Nào chúng ta lên đường nha. Vậy là người vợ đã đánh thức Victor dậy, và cả nhà lại lên đường nhờ sự chỉ dẫn của đám côn trùng nhỏ. Nào cẩn thận nha, vì có nhiều gập ghềnh đấy. Rẽ qua trái, đường gò ghề, coi chừng hòn đá, trước mặt có hố. Chúng ta thoát rồi. Đoạn đường nguy hiểm đã tạm qua, nhưng ông bà hãy luôn cẩn trọng nha. Hãy chăm sóc tốt đứa bé đi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hãy cho chúng tôi biết tên các bạn, nhất định chúng tôi sẽ báo đáp ân tình này, và sau này kể ơn cho toàn thiên hạ cùng biết. Chúng tôi chỉ là loài côn trùng thấp hèn, đến một cái tên cũng không có. Theo thổ địa giao phó, chúng tôi ở hốc cây đó sinh sống và chờ đợi. Hóa ra bây giờ chúng tôi đã hiểu, nhiệm vụ mà chúng tôi chờ đợi bấy lâu nay chính là để giúp đỡ ông bà. Hóa ra lời tiên tri thật sự đã linh ứng. Thần linh đã luôn dõi theo chúng ta. Chúng con cảm tạ người. Ông bà hãy lên đường đi, nhưng hãy cho phép chúng tôi nói lời tạm biệt cậu bé thiên thần kia được không? Khi hôn tạm biệt cậu bé xong và cất cánh bay lên không trung, thì phần thân thể của chúng đã chạm vào mái tóc óng ánh của cậu bé, mà vụt trở nên sáng lung linh như những tia sáng của các vì sao trên bầu trời. Thật khi diệu, ta sẽ đặt tên cho các bạn là Đom Đóm nhé. Các bạn đã mang tia sáng của ánh sao trời xuống mặt đất này, và ánh sáng đó chắc chắn chính là phần quà mà các vị thần linh dành tặng cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vậy là loài côn trùng tốt bụng ấy đã được trao tặng phần quà, chính là ánh sáng lấp lánh của những vì sao, và chúng được gọi là Đom Đóm. Còn cậu bé tóc vàng đã đến được nơi an toàn để sinh sống. Đúng như lời tiên tri, cái ác không thể tồn tại mãi mãi, sẽ đến ngày chúng bị tiêu diệt. Và khi cậu bé tóc vàng ấy 17 tuổi, cậu ấy đã có sức mạnh phi thường và giải cứu vương quốc cố hương khỏi ông vua tham tàn độc ác. Chú chó bị bỏ rơi. Erit, hôm nay cháu lại đến trang trại dưới chân núi sao? Này Erit, cậu đừng mơ tưởng đến việc kết thân với loài người nữa. Cậu hãy nhìn tớ đi. Nhưng cậu là một con sói. Hey, cậu nói vậy là sao? Cậu hãy nhìn lại cậu đi. Loài người đã bỏ rơi cậu từ lúc cậu sinh ra, và chính bầy sói này đã nuôi cậu lớn lên. Cậu có khác gì bọn tớ không? Trong mắt loài người, cậu cũng chỉ là một con sói mà thôi.
Bác Jack ạ, có phải con bị con người bỏ rơi không ạ? Ta cũng không biết nữa. Ngày ta gặp con là một chú chó nhỏ rất đáng thương. Là một con chó con, họ bỏ rơi nó sao? Nó bị thương kiệt sức rồi nè. Edith, cháu muốn trở về với con người sao? Ta không biết vì sao cháu lại bị thương và lưu lạc đến nơi này. Nhưng nếu con người cần cháu, họ đã đi tìm lại cháu rồi. Cháu đã ở đây cùng bầy sói quá lâu, con người sẽ xua đuổi, sẽ làm hại cháu. Dù thế, cháu vẫn muốn thử một lần được làm bạn của họ. Cháu nghĩ rằng họ sẽ không làm hại cháu đâu. Ta e rằng cháu sẽ phải thất vọng. Loài người luôn hung dữ với những thứ mà họ luôn mặc định là xấu. Cháu đừng lại gần họ nếu không muốn bị thương. Người hãy tránh xa ra khỏi đây, kẻo không chữa được mạng sống đâu. Tôi không có ác ý gì cả. Tôi chỉ đến đây vì muốn ngắm nhìn cuộc sống ở trang trại này thôi. Chứ không phải người đến thám thính để dẫn đường cho bầy sói đến ăn thịt bầy cừu sao? Sao cùng một loại với nhau mà bạn lại nói tôi như thế chứ? Làm sao ta với ngươi có thể cùng là một loài? Ngươi đừng tưởng ta không biết gì về ngươi. Đã rất nhiều lần ta đi săn, bắt gặp ngươi đi cùng bầy sói trong rừng. Ngươi với chúng mới là cùng một ruột. Đàn sói là ân nhân của tôi, họ đã nuôi tôi lớn lên. Nhưng tôi vẫn là một chú chó, là người bạn trung thành của loài người. Tôi chưa hề ăn cắp thứ gì hay làm hại ai cả. Sống cùng bầy sói thì ngươi cũng máu lạnh không khác gì một con sói. Ta chưa bao giờ thấy kẻ trộm nào lắm lợi như ngươi. Hôm nay ngươi tới số rồi. Ta đã nói cháu đừng lãng phản vào gần chỗ con người nữa cơ mà. Chính ngươi đã gọi bầy sói đến, ngươi còn chối nữa không hả? Không phải. Ta đã nói với con rồi, một khi chúng đã nghĩ ta xấu thì con có làm gì chúng vẫn nghĩ con xấu xa thôi. Con đừng nghĩ có thể thay đổi được định kiến đó. Hãy mau cùng chúng ta đi về, ở đây không có chỗ dành cho con đâu. Ê chết, mau chạy đi, họ sẽ giết cháu đây. Hy vọng bác chắc và mọi người được chạy kịp. Con người, chính các người đã bỏ rơi ta, bây giờ các người lại còn muốn giết ta nữa. Được, các người gọi ta là máu lạnh ư? Từ nay ta sẽ không nhân nhượng với các người nữa đâu. Thay đổi đấy. Con chó này hung dữ quá, nó sẽ ăn thịt chúng ta mất. Con gái à, con đừng sợ, nó sẽ không làm hại chúng ta đâu. Có lẽ vì nó đang bị thương nên nó mới hung dữ vậy thôi. Bình tĩnh nào anh bạn, có vẻ như ngươi đang cần sự giúp đỡ phải không? Đừng tỏ vẻ thương hại, loài người các ngươi chỉ luôn tìm cách đánh đuổi ta. Bầy sói còn tử tế hơn các ngươi gấp vạn lần. Hôm nay ta không tha cho các ngươi đâu. Lily à, con cầm giỏ nắm, còn cha sẽ phát chú chó này về nhà, nó mất máu nhiều quá rồi. Ổn rồi, đừng sợ, ta đã cầm máu cho ngươi rồi. Không biết ai đã làm ngươi bị thương nặng thế này. Đây là súp thịt bò cho ngươi nè, chắc ngươi đói lắm rồi. Nhìn nó đói chưa kìa. Ngươi đã khỏe lại và có thể quay về cuộc sống hoang dã của ngươi rồi. Nhưng hãy nhớ cẩn thận, đừng để bị thương thêm một lần nào nữa nha. Tạm biệt anh bạn à. James, cảm ơn anh. Nếu không có sự tin tưởng và thương yêu của anh, có lẽ bây giờ tôi đã trở thành một con chó hoang khát máu rồi. Người muốn ở lại sao? Xem ra người sẽ là một chú chó ngoan ngoãn đấy. Bác Jack ơi, không phải con người ai cũng giống nhau, ai cũng đều sẽ giữ mãi những định kiến về con. Có người muốn giết con, và cũng có người đã cứu sống và đối xử tử tế với con. Con sẽ ở lại nơi vốn thuộc về con, nơi con đã sinh ra. Nhưng bầy sói vẫn luôn là gia đình của con. Mong rằng mọi người vẫn được bình an nơi rừng sâu. Giả tiếng lợn kêu. Xin kính chào quý khán giả, buổi diễn này có sự tham gia của ngôi sao sáng chuyên đóng vai chú hề Gary. Đừng bỏ lỡ thưa quý vị.
Nghe nói hôm nay có Gary nên tôi phải đến xem cho bằng được. Tôi cũng vậy, hầu như ai đến đây cũng vì muốn được tận mắt thấy Gary biểu diễn hết. Thưa quý vị, trước khi đến với phòng biểu diễn của ngôi sao nổi tiếng Gary, mời các bạn đón xem tiết mục nghệ sĩ trẻ Toby. Hãy gọi Gary ra đây. Chúng tôi đến đây là để xem Gary, chứ không phải xem những kẻ vô danh biểu diễn. Xin mọi người dừng tay. Nó mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Các người quảng cáo là có Gary biểu diễn, là mọi người nô nức đến xem. Vậy mà nãy giờ lại bắt chúng tôi ngồi xem những trò diễn hề vớ vẩn này. Hãy mau gọi Gary ra đây. Gọi Gary ra, mau lên. Lâu quá. Anh có biết những nghệ sĩ đây đã phải tập luyện vất vả thế nào hay không? Hãy xem đôi chân đầy sẹo của cậu bé này đi. Các người chỉ quan tâm đến người nổi tiếng, còn sự cố gắng và tài năng của những người khác, các người coi như giả rách. Các người có còn lương tâm hay không? Này anh bạn, tài năng là do khán giả phán xét. Nếu thực sự có tài năng thì nó đã nổi tiếng như Gary rồi. Gary, anh hãy mau đưa Toby ra khỏi đây. Đừng đối co với khán giả, kẻo họ phá hết sân khấu bây giờ. Em có phải là một kẻ bất tài không, anh Nick? Tại sao mọi người không đón nhận em chứ? Nè, em không bất tài là vì những người ngoài kia đã bị thành kiến của họ che mất cái nhìn khách quan mà thôi. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ là phần được mong đợi nhất buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chào đón sự xuất hiện của một chú hề vô cùng nổi tiếng với những màn gây cười của mình, Gary. Nhanh lên, có Gary biểu diễn rồi kìa. Ôi trời ơi, biết bao giờ em mới được danh Gary đây. Hôm nay tôi sẽ không biểu diễn những màn tung hứng hay giữ thăng bằng, mà tôi sẽ biểu diễn một tiết mục mà tôi chưa bao giờ biểu diễn trên một sân khấu nào hết. Anh giấu một con lợn trong áo khoác phải không? Tôi vừa kêu đấy, không có con lợn nào ở đây cả. Không thể bắt chước tiếng lợn giống như vậy được. Nếu anh không giấu, anh hãy cởi áo khoác ra để chứng minh đi. Đúng đây, bỏ áo khoác ra đi. Không hề có chú lợn con nào ở đây cả, chỉ có tôi mà thôi. Tuyệt vời quá, thật là tài năng. Tài năng quá à. Tưởng gì, anh ta không thể hơn tôi cái trò này đâu. Anh nói anh có thể bắt chước tiếng lợn kêu như tôi sao? Tôi còn làm tốt hơn anh nữa kìa. Anh chỉ là một tên nhân viên quèn làm việc vặt ở gánh xiếc. Thôi đừng có khoác lác nữa. Có giỏi thì biểu diễn cho mọi người xem nào. Thế nào, anh cho phép tôi trổ tài trên sân khấu của anh chứ? Mời anh. Để xem cái tên khoác lác này làm được trò gì. Anh đúng là một kẻ tự tin thái quá. Cậu giả tiếng lợn kêu cũng giống đấy, nhưng không thể bằng Gary được. Đúng vậy, Gary vẫn là nhất. Làm sao mà bằng Gary được? Anh mau trả lại sân khấu cho Gary, mất thời gian của chúng tôi quá. Mọi người dám khẳng định là tôi giả tiếng lợn kêu không giống bằng Gary sao? Đúng vậy. Vậy thì mọi người xem đây. Anh đã đánh lừa chúng tôi sao? Xin lỗi mọi người vì cú lừa này, là tôi chỉ muốn cho tất cả các khán giả ở đây thấy tài phán xét của chính các quý vị mà thôi. Làm sao một người giả tiếng lợn kêu lại giống hơn chính con lợn kêu được chứ? Hôm nay thành kiến trong đầu các vị đã dẫn các vị tới sự ngu dốt nực cười. Tôi, một nhân viên quèn làm việc vặt ở gánh xiếc, xin kết thúc phần biểu diễn của mình, nhường lại cho anh Gary. Khoan đã, Nick. Xin mọi người hãy cho tiết mục biểu diễn vừa rồi một tràng pháo tay nào. Tôi đã phải mất 15 năm mới trở thành Gary của ngày hôm nay. Tôi cũng đã phải chịu những lời mỉa mai và sự xua đuổi của khán giả khi tôi chưa nổi tiếng. Tôi đã từng rất nhiều lần gục đầu, muốn bỏ cuộc. Nhưng ánh mắt chăm chú của một cậu bé mỗi khi xem tôi biểu diễn đã kéo tôi trở lại với đam mê của mình. Nếu không có sự khích lệ từ cậu bé năm ấy, đã không có Gary của ngày hôm nay. Vì vậy, tôi muốn xin quý vị một tràng pháo tay cho Nick, người đã vừa nhắc nhở tôi nhớ đến giá trị của sự cố gắng. Và cũng mong quý vị
hãy luôn trân trọng sự cố gắng của mỗi người nghệ sĩ. Thế nào cậu bé, em đã nghe hết rồi chứ? Em sẽ luôn cố gắng và kiên định trên con đường của mình. Cảm ơn anh Nick. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.